Tiếp theo là câu chuyện đẹp về bà Nguyễn Lê Dân Tuyết, chủ cơ sở dạy nghề ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều. Những năm qua đã giúp không ít hoàn cảnh khó khăn học nghề miễn phí, từ đó có được việc làm ổn định cuộc sống. Bà Tuyết mở cơ sở dạy nghề bếp ba khoảng 9 năm nay, dạy các lớp nghề chính về pha chế, nấu ăn từ căn bản đến nâng cao, làm bánh Âu và bánh dân gian. Học phí từ 6 triệu đến 8 triệu đồng mỗi học viên. Tuy nhiên, với các học viên có hoàn cảnh khó khăn, bà miễn phí tiền học nghề. Chị muốn đóng góp cái gì đó cho xã hội thôi. Thật ra nói về kêu chị để giúp đỡ, có tiền nhiều để giúp đỡ thì thật ra chị chưa đủ để tiền nhiều để chị giúp. Thì giờ chị có kiến thức, chị có nghề, thì chị muốn giúp cho các bạn để có một cái nghề để kiếm ra tiền. Tại cơ sở dạy nghề bếp ba của bà Tuyết, tất cả các lớp đều không quy định thời gian học. Bởi bà quan niệm, điều chính là phải đào tạo các học viên làm được và rành nghề. Có những trường hợp đã học rồi, nhưng khi cần bổ sung kiến thức hay học thêm những món mới, khi quay lại, bà vẫn hỗ trợ học miễn phí. Ngoài các hoàn cảnh khó khăn, bà Tuyết còn hỗ trợ giảm 30% tiền học phí cho bộ đội xuất ngũ. Em đến đây thì được cô hỗ trợ tiền nguyên liệu, rồi tiền học phí, được miễn phí hoàn toàn. Cô chỉ dạy rất nhiệt tình, và em rất vui. Dạ em gần rồi, em biết được nhiều món hơn. Kể từ khi thành lập cơ sở đến nay, đã có rất nhiều trường hợp được bà Tuyết hỗ trợ học nghề miễn phí. Từ đây, không ít học viên tìm được việc làm ổn định cuộc sống. Không chỉ giúp thỏa niềm đam mê về pha chế, nấu ăn của nhiều bạn trẻ, cơ sở của bà Tuyết còn góp phần để lao động trong thành phố có thêm sự lựa chọn để học nghề, nuôi sống bản thân.